À, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cá tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi thân tháng 8 âm lịch năm 2020 về cái vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm năng vượng vận mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi thân âm lịch, sự nghiệp rực rỡ ít ai sánh kịp. Trong tháng này có những chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Nhờ sao Thái Dương cát tinh trợ mệnh mà vận trình tình cảm của con giáp tuổi thân trong tháng 8 năm 2020 thêm phần rực rỡ. Tốt cho nam mệnh độc thân ngỏ lời với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Trong tháng này, bản mệnh trở nên cực kỳ đào hoa những người độc thân nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người khác giới thậm chí có nhiều người trực tiếp bày tỏ ý định muốn theo đuổi tuy nhiên nếu bản mệnh là người đã có đối tượng hoặc người đã lập gia đình thì đây hoàn toàn không phải một dấu hiệu tốt khi trò chuyện giao lưu với người khác giới bản mệnh cần có cách ứng xử và giữ một khoảng cách phù hợp không nên có tư tưởng ngoại tình gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình để có sự nghiệp tốt lên thì tháng này bản mệnh phải trả giá không ít về những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nhiều người gặp các vấn đề khiến bạn cảm thấy đuối sức, hay mệt mỏi, cần phải chú ý nhiều hơn. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi thân âm lịch sự nghiệp. Bước sang tháng mới hứa hẹn con giáp tuổi thân sẽ rất bận rộn với vô khối công việc và không nhiều niềm vui sự thoải mái tuy nhiên hãy yên tâm rằng bạn có thể hoàn tất chúng và sau đó có được những khoảnh khắc thư giãn điều này không phụ thuộc vào may mắn của bạn mà phụ thuộc vào những nỗ lực của bạn đấy luôn chủ động trong mọi việc bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn mọi người bạn chứ không phải ai khác chính là người tự tay chọn các nhiệm vụ mà mình cần giải quyết những người mà bạn cần tương tác đây cũng là thời điểm mà bạn dễ dàng tìm thấy sự tương thích, hài hòa trong mọi vấn đề. Sức mạnh tinh thần của bạn đặt ở đỉnh cao ở thời điểm giữa tháng, vậy thì hãy sẵn sàng để chia sẻ những ý kiến. Quan điểm của bạn nếu đó là thích hợp, bởi vì những gì bạn nói luôn luôn đáng để được lắng nghe và tôn trọng. Tháng chung thi cũng là thời gian ghi điểm nơi môi trường công sở, hoặc tạo dựng các mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp bạn sẽ trở thành nhân vật được quan tâm nhờ chính thể hiện của mình. Sự linh hoạt chính là chìa khóa giúp bạn tỏa sáng ở giai đoạn này đấy. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi thân âm lịch tài lộc. Có thể nói, vấn đề về tiền bạc sẽ là mối bận tâm lớn nhất của trong những ngày đầu tiên của bạn trong tháng 8 âm lịch này. Đừng trì hoãn, đừng để bất cứ lý do nào khiến cho bạn không tập trung giải quyết chúng cho ổn thỏa với khoản tiền tiết kiệm mà bạn dành dụm được đừng dễ dàng cho vay khi nghe lời đường mật của ai đó bạn cũng có kế hoạch dùng số tiền đó thì nên để cho riêng mình mà thôi chớ để bản thân rơi vào tình trạng mất cả tình lẫn tiền hình hại vô ơn khiến người tuổi thân không khỏi bực mình vì một kẻ mà trước đây bạn từng giúp đỡ cho họ rất nhiều về tiền bạc nhưng nay họ trở mặt họ phủ nhận hoàn toàn sự hỗ trợ của bạn trước đây và cho rằng họ tự là nên tất cả. Với những người không hiểu lý lẽ, bản mệnh không nên nói nhiều vì họ sẽ không chịu lắng nghe bạn, vẫn bao biện bởi những suy nghĩ cố chấp của họ. Người tuổi thân nên rút kinh nghiệm không nên giao du những kiểu người này. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi thân âm lịch tình duyên vấn đề tình cảm của người gạch dưới tóa y gạch dưới thá n gạch dưới trong tháng 8 năm 2020 có những chuyển biến tích cực. Những cặp đôi có nhiều cơ hội để cải thiện tình cảm khi cùng nhau đi du lịch, có nhiều buổi hẹn hò lãng mạn. Điều quan trọng là bạn phải biết quý giá những phút giây hai người ở bên nhau bạn nhé. Ảnh hưởng của tự hình nên bạn thường xuyên bất an. Mất ngủ chỉ vì suy nghĩ nhiều về tình cảm của hai người có thể là vì bạn nghĩ và suy diễn mà thôi hãy tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào bên nhau mà không phải nghĩ gì nhiều người độc thân tuổi thân tháng này hứa hẹn rất đào hoa khi có rất nhiều người theo đuổi cho bạn tha hồ lựa chọn và so sánh nhưng cuối cùng bạn sẽ chỉ chọn người thật lòng với bạn nhất bạn có nhiều cảm xúc nhất chứ không phải là người giàu có sang trọng nhất Phụ nữ tuổi thân chỉ cần nhớ rằng, bạn nên chọn người mà mọi hành động và quyết định của anh ấy xuất phát từ tình yêu dành cho bạn. Anh ấy biết rằng bạn có thể thực hiện bất cứ điều gì nếu bạn đặt tâm trí vào đó nên cố gắng thúc đẩy để giúp bạn hoàn thành nó. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi thân âm lịch sức khỏe theo gạch dưới tá, gạch dưới vi gạch dưới tha ân gạch dưới tháng 8 năm 2020 gạch dưới cá A gạch dưới 12 gạch dưới con gạch dưới giã PM gạch dưới lá, CS gạch dưới, về vấn đề sức khỏe. Thất xích ngụ tại phương Tây Nam sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sức khỏe của mệnh chủ. Đặc biệt đối với những người có tiền sử các bệnh về đường ruột, dạ dày, hay máu huyết cần phải chú ý hơn nếu không có điều kiện để tới phòng tập thì bạn có thể tham gia các hoạt động đơn giản như leo cầu thang tập các bài co duỗi chân tay nhảy dây tập các bài luyện cơ bắp và thăng bằng hoặc bạn cũng có thể tham gia các lớp tập thể dục trực tuyến tìm và tập theo các bài tập có hướng dẫn trên mạng nhún nhảy theo nhạc hoặc thực hành các trò chơi vận động qua video mặt khác khi làm việc tại nhà cần chú ý thường xuyên kiểm tra tư thế ngồi làm việc nên thay đổi tư thế ngồi xuống và đứng lên khi làm việc đi lại trao đổi qua điện thoại hoặc xem tv nghe nhạc cẩm nang vượng vận một bính thân hỏa nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết nên trước ngay lấy hạnh phúc khi có thể đừng để mình phải hối hận về sau quý nhân thìn mão tiểu nhân, tỵ, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 2. Mậu thân, thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết tử vi tháng 5 năm 2020 tuổi thân âm lịch nên đề phòng tiểu nhân giáp tâm hãm hại. Quý nhân, ngọ, mão. Tiểu nhân, thìn, mùi. Màu sắc may mắn, trắng, xanh lá. 3 canh thân, mộc, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, nếu còn băn khoăn lo lắng hay bất an thì phải tìm cách để tìm hiểu rõ thông tin đã. Quý nhân, tuất mùi. Tiểu nhân, dậu, hợi. Màu sắc may mắn, đen, xám. 4. Nhâm thân kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, sự nghiệp hanh thông, kiếm được tiền dù thị trường khó khăn quý nhân, thìn, mùi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. Năm, giáp thân, thủy, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, quá tin vào tình yêu sẽ mất đi hạnh phúc, luôn biết lựa chọn phù hợp mới khôn ngoan. Quý nhân, thìn, ngọ. Tiểu nhân, dần, dậu. Màu sắc may